xin chào các bác nhé. Em giới thiệu với các bác hai con đẩy thương hiệu PHC. Con này với con hàng Sotanda là máy nó giống như nhau các bác nhé. Con này là máy 3U, công suất là 800W một kênh, 8 ohm. Máy 3U thì nó khỏe tương đương với cái máy 2U mà rơi vào tầm 1000W một kênh, 8 ohm đấy các bác nhé. Đấy, con này mạch class H, mạch còn rất là đẹp, rất là mới các bác. Đấy. Chạy 4 con tụ 15.000mi các bác kìa, 4 con tụ 15.000mi. Đấy, vì nó là size 3U, và mặt này em sơn lại một tí này, thế nên em sẽ bán rẻ cho các bác chơi. 3.200.000 một con, giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển. Con này nó trên 20kg, phí vận chuyển đến những chỗ các bác nó rơi vào tầm khoảng 300.000 các bác nhé. Đấy, khá là nặng, nhưng mà đổi lại thì nó được cái chất âm hay và cái công suất nó khỏe các bác nhé. Mạch class H thì chạy rất là ổn định. Đấy, các bác nhìn này. Bên ngoài thì vỏ em đã sơn lại một tí rồi, nhưng bên trong thì mạch nó còn đẹp như mới luôn. Đấy, các bác nhìn mạch này, sạch đẹp như mới luôn. Và là máy 3U nguồn rất to các bác nhé, nguồn rất là to. Đấy, con này các bác về đánh full nuôi cùng 76 hoặc đánh một cặp súp đơn 50 căng đét luôn các bác nhé. Em chỉ còn hai con thôi, chỉ còn hai con. Đấy, mặt mũi là như em quay video đây các bác này. Đấy, giá là 3.200.000 con, giá bán tại cửa hàng các bác nhé. Đấy, máy rất là chất luôn. Đây là em cắm thẳng trực tiếp tín hiệu vào đẩy các bác nhé. Cắm thẳng trực tiếp tín hiệu vào đẩy. Đấy, rất là khỏe. Con này đằng sau nó có luôn cổng cắt súp, nó có cắt súp đằng sau luôn các bác nhé. Đấy, con này nó có cắt súp đằng sau luôn. Các bác mà thích cắt súp thì không cần phải cốt hay là cái gì cả nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967851866. Đối với những con đẩy to như này thì bác mua với lòng cọc giúp em 500.000 nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.